Vào năm 2016, một người đàn ông với điệu nhảy ngựa kỳ cục đã khiến cả thế giới phải biết đến cái tên Gangnam. Khu phố Gangnam trở thành biểu tượng mà ai cũng biết của giới siêu giàu tại Hàn Quốc. Đó là quận lớn thứ 3 của Seoul, có hơn 560.000 dân và tập trung nhiều tòa nhà chọc trời cao cấp. Khu biệt thự hạng sang lúc nào cũng nhộn nhịp. Thế nhưng núp dưới những tòa nhà cao ốc của khu Gangnam, cách phố nhà giàu của Hàn Quốc chỉ 20 phút đi bộ, là khu ổ chuột lớn nhất của Seoul nói riêng và của Hàn Quốc nói chung. Đó là bối cảnh của những gia đình nghèo sống trong những căn nhà bán hầm trong siêu phẩm đoạt giải Oscar Ký sinh trùng. Người ta nói phim ảnh thường hay phóng đại, thế nhưng tin tôi đi, lần này hiện thực không bị thổi phồng chút nào. Tất cả những căn nhà ở làng Guyong đều được dựng lên tạm bợ với chiều cao chạm đầu người. Vì môi trường ẩm thấp, nhiều rác thải nên là không khí trong làng luôn có mùi khó chịu. Người dân đa phần đã lớn tuổi, không có công việc ổn định, phải sống dựa vào nguồn trợ cấp chính phủ là 200.000 won, tức là hơn 3 triệu rưỡi trên một tháng. Đây là mức tiền vô cùng thấp, chỉ giúp mỗi cá nhân duy trì hoạt động sống cơ bản nhất. Khi mà trò chuyện với truyền thông thì những người dân lớn tuổi ở đây luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ, xen lẫn ghen tị với những người dân sống tại khu vực giàu có ngay bên cạnh. Họ ước ao sau này con cháu mình có thể sống trong những căn nhà to như vậy. Thế nhưng biết làm sao được đây? Ước mơ đổi đời thật khó để trở thành hiện thực ở Hàn Quốc. Thống kê cho thấy, bất bình đẳng thu nhập ở Hàn Quốc đang gia tăng với tốc độ nhanh nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Theo số liệu tính tháng 3 vào năm 2023, 1% người Hàn Quốc có thu nhập cao nhất chiếm 11,7% thu nhập, tăng 3,3 điểm phần trăm kể từ năm 2007. Đây là mức tăng lớn thứ hai trong số 30 quốc gia thành viên của OECD. Nước duy nhất có tốc độ gia tăng bất bình đẳng cao hơn Hàn Quốc là Mexico. Nếu như vào năm 2019, chênh lệch tài chính trung bình giữa giới trẻ giàu có và giới trẻ nghèo ở Hàn Quốc là 776 triệu won, tức là gần 15 tỷ đồng. Sang năm 2020, con số này đã tăng lên 846 triệu won, tức là hơn 16 tỷ đồng. Thế nhưng câu hỏi là tại sao? Vậy thì hãy quay trở lại năm 1997 để xem chuyện gì đã xảy ra. Một năm sau khi trở thành thành viên của OECD, Hàn Quốc trải qua cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu với việc đồng won sụt giá thảm hại so với đô la Mỹ. Chính phủ Hàn Quốc cầu viện Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. IMF cũng gật đầu với điều kiện là Hàn Quốc phải lập tức cải cách nền kinh tế, trong đó tái cơ cấu các tập đoàn gia đình trị khổng lồ hay còn được gọi là chaebol. Cuộc cải cách này đã xóa sổ gần một nửa trong số 50 chaebol lớn nhất. Khi đặt ra yêu cầu cải cách thì IMF muốn xóa bỏ hệ thống kinh tế gắn liền với chủ nghĩa tư bản thân hữu. Tuy nhiên, thì những cải cách rút cuộc tạo thành một liệu pháp gây sốc. Các biện pháp tự do hóa thị trường và bãi bỏ quy định về thị trường lao động được đưa ra tới tấp, thế nhưng lại không xem xét đến tác động xã hội của chúng đối với phân phối thu nhập. Các chaebol lớn ngay lập tức được tái cơ cấu và đi kèm với nó là hàng triệu người bị sa thải để thu hẹp quy mô công ty. Công nhân lớn tuổi và phụ nữ là hai đối tượng bị sa thải chính. Cắt giảm lao động thâm niên giúp giảm bớt quỹ lương và các công ty cũng ưa thích nhân viên nam hơn. Một hậu quả nữa của việc tái cơ cấu là các công ty tư nhân và khu vực công cũng ngừng tuyển dụng thêm người. Thành ra là một lượng lớn thanh niên không tìm được việc làm, trong đó có cả những sinh viên tốt nghiệp. Ý tôi là những người này đã phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học khốc liệt và nai lưng ra để gánh khoản học phí đại học đắt đỏ, cao thứ hai trong số các nước OECD. Thế nhưng mà vẫn không tìm được việc làm thì thật sự là bó tay. Thêm một tác dụng phụ nữa, đó là sự xuất hiện của những công ty việc bấp bênh. Thay vì tuyển lao động cố định, các công ty bắt đầu tuyển thời vụ, bán thời gian để ăn bớt lương, đồng thời né tránh bảo hiểm thất nghiệp và các phúc lợi khác của người lao động. Một thập kỷ sau cuộc khủng hoảng vào năm 1997, Hàn Quốc lại phải đối mặt với cơn bão có sức tàn phá còn lớn hơn. Cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008 làm trầm trọng thêm tình trạng của thị trường lao động vốn đã bị ảnh hưởng từ trước. Số người lao động thời vụ, lao động bán thời gian tăng mạnh, trong khi mà thu nhập bị giảm xuống chỉ còn 1/3, rồi thì 1/4 so với lao động chính thức. Đồng thời, thì trong nhóm thu nhập cao cũng có những thay đổi đáng chú ý. Các chaebol sống sót qua quá trình tái cơ cấu giờ đây đã vươn ra cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Những công việc đòi hỏi nhiều kiến thức trong các lĩnh vực hướng tới thị trường quốc tế dĩ nhiên được hưởng lương cao hơn. Giờ thì khoảng cách giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp đã trở thành một khía cạnh mới của sự gia tăng bất bình đẳng ở Hàn Quốc. Trước năm 1997, tiền lương của các công ty lớn và nhỏ không chênh lệch là bao. Thế nhưng sau năm 1998, khoảng cách đó cứ lớn dần lên. Tất nhiên là khoản tiền lương chỉ là muỗi đốt so với các chaebol thôi. Thế nhưng bạn đừng nghĩ họ sẽ hào phóng về mặt này. Bằng các công nghệ tiết kiệm lao động như là tự động hóa và số hóa các công việc hành chính, chaebol ngày càng lớn mạnh hơn, lấn lướt sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ, các startup, trong khi lại chẳng tạo ra thêm nhiều việc làm.
Số liệu vào năm 2019 cho thấy 64 chaebol chiếm tới 84% GDP của Hàn Quốc, thế nhưng chỉ chiếm khoảng 10% số việc làm. Cùng với những thay đổi kinh tế, xã hội Hàn Quốc cũng trải qua nhiều biến động hơn. Từ giữa những năm 1990, Hàn Quốc đã gia nhập nhóm các xã hội có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, đẩy nhanh quá trình già hóa dân số. Điều đó liên quan gì đến bất bình đẳng giàu nghèo nào? 43,4% ở người cao tuổi Hàn Quốc sống trong nghèo đói, cao nhất trong số các quốc gia thành viên OECD. Mức trung bình của cả khối chỉ khoảng là 13,1%. Dữ liệu riêng tư từ cơ quan thống kê Hàn Quốc cho thấy nhiều người cao tuổi vẫn làm việc ngay cả sau khi nghỉ hưu để thoát nghèo. Theo kết quả thăm dò vào năm 2020, 67% người cao tuổi muốn tiếp tục làm việc đến năm 73 tuổi. Tuy nhiên, rất khó để họ có thể duy trì hoặc xin công việc khác. Dân số Hàn Quốc đang già đi rất nhanh, thế nhưng hệ thống an sinh xã hội đảm bảo cho cuộc sống lúc tuổi già lại không chắc chắn, nên là người cao tuổi ngày càng mong muốn làm việc thêm. Một trong các nguyên nhân chính của tỷ lệ người già có việc làm cao là bị ép nghỉ hưu non. Vì là nghỉ việc trước tuổi, người lao động bị trả lương hưu hoặc gói trợ cấp thôi việc thấp hơn rất nhiều so với quy định. Nó không đủ để họ trang trải sinh hoạt phí cũng như là an sinh xã hội, nên chỉ còn cách là đi làm tiếp mà thôi. Ngoài thu nhập thấp thì các công việc thời vụ như tôi đã đề cập còn không đi kèm bất cứ phúc lợi nào. Thế nên mới có những người già tranh nhau những nghề nghiệp cấp thấp mà họ chưa từng nghĩ đến trước khi nghỉ hưu, như là chuyển phát nhanh, bảo vệ, tạp vụ, vân vân. Cực đoan hơn là có những người ở độ tuổi xưa nay hiếm vẫn hành nghề thân xác để mà kiếm tiền sinh sống và trang trải chi phí thuốc men cho tuổi già. Số khác vì là không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu lại chọn cách rút ngắn cuộc đời. Vào năm 2020, tỷ lệ người trên 80 tuổi đưa ra lựa chọn này ở Hàn Quốc là 62,6 trên 100.000 ca, cao nhất trong OECD. Thế nhưng còn một nguyên nhân cuối cùng phản ánh vấn đề lớn nhất mà Hàn Quốc gặp phải, mà nếu xem phim, ắt hẳn các bạn cũng đã nhận ra. Vào cuối tháng 9 năm 2021, toàn Hàn Quốc chấn động vì tin tức con trai của một chính trị gia quyền lực rời khỏi công ty Hoa Tròn Daejo sau bê bối dự án phát triển phường Đê Giang. Cái khiến họ bàng hoàng không phải là chuyện nghỉ hưu của vị con ông cháu cha này, mà là ưu đãi thôi việc khủng không tưởng, 5 tỷ won, tương đương với 96,23 tỷ đồng. Sau 3 năm, tăng lên là 64 triệu rồi 74 triệu. Xét ra thì mức lương đó không có gì đặc biệt. Mọi chuyện chỉ trở nên bất thường khi anh ta đột ngột được chuyển hợp đồng sang mức lương 500 triệu won, đẩy trợ cấp thôi việc lên đến tận 5 tỷ won. Và người giới thiệu cho ông con vào công ty không ai khác chính là ông bố. Một cuộc khảo sát công bố vào tháng 10 năm 2021 cho thấy 53% người trong độ tuổi từ 18 đến 34 ở Seoul chỉ có thể mua nhà nếu có phụ huynh tài trợ. Chưa hết thì 44% còn lại là bao thầu chọn gói. Điều đó cho thấy giới trẻ Hàn Quốc phụ thuộc nghiêm trọng vào phụ huynh ra sao. Cũng trong khảo sát đó thì 15% từ bỏ mơ mộng mua nhà riêng và hầu hết đều vì cha mẹ nghèo. Trên cả nước, con số này là 10,9%. Ở Hàn Quốc, 74% các tỷ phú là người thừa kế. Nói cách khác thì Hàn Quốc không phải đất nước mà bạn sẽ trở thành tỷ phú từ con số 0. Đó cũng là lý do vì sao nước này có mức thuế thừa kế lớn thứ hai trong OECD, chỉ sau Nhật Bản. Thuế thừa kế ở Hàn Quốc lên tới 50%, cá biệt có thể lên tới 65%. Tuy nhiên, thì giới thượng lưu luôn tránh né bằng cách chuyển giao tài sản, bất động sản cho con cái qua hoạt động mua bán. Trên mặt pháp lý thì họ là người bán, còn con cái là người mua, sang tên đổi chủ hợp pháp. Có điều, tiền của người mua đều do người bán cung cấp, hoặc là tặng cổ phiếu cho những đứa bé có khi còn chưa biết đi, biết nói, càng không hiểu gì về thị trường chứng khoán. Thế nhưng nhờ luật thuế của Hàn Quốc, ngày càng có nhiều trẻ em từ 1 tuổi đang phải ngồi trên đống cổ phần trị giá hàng triệu đô la. Nói cách khác thì việc bạn giàu hay nghèo đã được quyết định từ trước cả khi bạn sinh ra rồi. Sau bê bối tiền thôi việc 5 tỷ, Hàn Quốc thực hiện một cuộc điều tra quy mô lớn chưa từng có. Họ nhắm vào 446 đối tượng thìa vàng từ 30 tuổi trở lên, có khả năng là tội phạm gian lận tài chính, trốn thuế bằng cách mua lại bất động sản gia đình bằng tiền của cha mẹ. Thế nhưng với quyền lực của các chaebol ngày nay, liệu Hàn Quốc có thể kết thúc kỷ nguyên vạch đích ở đất nước này hay không? Câu hỏi đó chỉ thời gian mới có thể trả lời được.